có rất là nhiều khách sạn nè, khách sạn cho thuê 1 giờ, 2 giờ qua đêm cho các đôi bạn trẻ vô đây. Ngoài ra có những con hẻm bên tay trái cũng có những khách sạn đó nữa. Nói chung cái khu đường Trần Thiện Chánh này có rất là nhiều khách sạn. Trà sữa, rồi cháo gỏi, cháo ếch Singapore 35.000, lẩu bò Úc Nga. Số hình ảnh ở trục đường Tô Hiến Thành, trong những cái con hẻm nhỏ, rồi thông ra những cái con hẻm ở đường Sư Vạn Hạnh, đi đến những cái khách sạn theo giờ, rồi đi ra đường Lê Văn Việt, thông qua con hẻm có nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ. Và đến đây video cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hồ Bá Kiện. Hồ Bá Kiện đi đi về quận 10. Thì hiện tại khu vực này là quận 10 đây nè. Chúng ta sẽ đi thẳng ra ngoài kia là đường Tô Hiến Thành. Và nếu chúng ta quẹo trái là sẽ đi ra đường Lê Văn Duyệt. Quẹo phải thì Nguyễn Văn Thoại. Hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng một vòng lang thang Sài Gòn để ngắm nhìn những cái hình ảnh Sài Gòn cơn mưa nha. Thì hôm nay là tháng này là tháng 7, người ta hay còn gọi là tháng cô hồn. Cô hồn là những cái linh hồn mà cô đơn sau khi họ rời khỏi dương gian theo tín ngưỡng đạo Phật là như vậy, nên thành ra cái phong tục về cái tháng cô hồn từ xưa đến nay vẫn người ta vẫn có quan niệm như vậy ha. Nhưng mà dù gì thế nào thì đạo nào thì cũng hướng đến người ta luôn làm chuyện tốt, chuyện thiện. Theo tháng này, theo phong tục, người Á Đông thì hay cúng kiến, rồi làm từ thiện rất là nhiều cái tháng này. Trong đó có cái sự kiện gọi là quăng tiền cúng cô hồn đó. Nhưng mà Sài Gòn theo thấy tình hình chung năm nay cái việc cúng cô hồn đó, rất là ít và không có rầm rộ như những năm trước nữa. Ở đây chúng ta có cái hẻm nè. Bây giờ em dẫn con chú anh chị chúng ta đi vòng vô cái hẻm hẻm 163 Tô Hiến Thành. Mình sẽ vòng ra đường Sư Vạn Hạnh để đi đến một cái khu rất là nhiều khách sạn. Hiện tại thì Sài Gòn đang mưa. Chúng ta sẽ qua đường nha. Đợi đèn đỏ đằng kia bớt xe mình sẽ qua đường dễ hơn. Phía trước chúng ta có rất nhiều cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Khu này bán rất là nhiều vật liệu xây dựng nè. Bữa nay thì mưa buồn, nhìn Sài Gòn cái cảnh trời mưa rất là buồn ha. Kẹt xe luôn. Ta lên trên kia nó hoành lại nó dễ hơn. Sài Gòn bây giờ xe cộ rất là đông. Xe cấp cứu nữa. Rồi
chúng ta qua đường nha. Sài Gòn hôm nay là thứ bảy, chiều thứ bảy cuối tuần rồi. Ngày mai chủ nhật em có một cái chuyến đi về miền Tây, về quê thăm ba mẹ, rồi sẵn dẫn bạn đồng nhỏ đi chơi luôn. Lúc đó sẽ chia sẻ các anh chị bạn những hình ảnh ở quê, xem ở quê bây giờ mưa gió thế nào ha. Thẳng cái hẻm ở trong đây, hẻm 163, trong đây có rất là nhiều quán cà phê rồi quán nhậu. Ở trước mặt thì có cái phòng tập thể hình. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải nha. Mình lang thang một vòng, dạo một vòng ở trong cái khu vực quận 10 này, biết đâu trong những hình ảnh này lại có những cái kỷ niệm, những cái nhà xưa của cô chú anh chị, và thông qua đây những cái những ai chưa biết về cái khu vực Tô Hiến Thành thì chúng ta cũng có cái để tham khảo ha. Hình như hẻm này là hẻm cùng, phải hẻm cùng đó. Em thấy thì ở đây những con hẻm này đều thông ra ngoài ngoài đường lớn, đó là đường Sư Vạn Hạnh. Nhưng mà không biết con hẻm này thế nào. Mình qua đây là hẻm 243 Tô Hiến Thành. Mình sẽ dạo trong đây một vòng rồi mình ra đường Sư Vạn Hạnh nha. Ra đường Sư Vạn Hạnh ở khúc mà bệnh viện 115 á, có rất là nhiều khách sạn. Đương nhiên là khách sạn đó là khách sạn cho thuê một giờ. Ở đây có khách sạn Hoàng Long nữa nè. Khu Tô Hiến Thành ngày nay rất là thay đổi, rất là khác. Ngày xưa khu này theo em tìm hiểu là khu quân đội, nên thành ra bây giờ toàn là nhà mới không thôi. Đó, đường này là đường Tô Hiến Thành rồi nè. Một vòng trong hẻm 163 ra 240 mấy và ra đây. Rồi chúng ta sẽ đến đường Sư Vạn Hạnh. Tháng cô hồn, người ta quan niệm cái tháng này luôn làm ăn khó khăn, rồi bán buôn ế ẩm, khung cảnh thì buồn. Quả thật là trời thì mấy tuần nay mưa liên tục, Sài Gòn mưa rất là buồn ha. Rồi chúng ta đến đây là ngã ba giao lộ Sư Vạn Hạnh và Tô Hiến Thành, và đi thẳng là chúng ta sẽ đến đường Nguyễn Văn Thọ, Lý Thường Kiệt ngày nay. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái đi vô đường Sư Vạn Hạnh. Đèn đỏ rồi, không kịp rồi. Chúng ta đứng đợi tí nha. Sài Gòn bây giờ bắt đầu mưa lớn rồi. Nếu hình ảnh có gì không rõ nét, cô chú anh chị thông cảm nha. Chúng ta thấy đúng là tháng 7 khung cảnh buồn thiệt. Mưa gió rồi buôn bán đồ khó khăn lắm. So với những năm trước, tháng cô hồn,
tháng 7 năm nay có điều khác biệt, vắng lặng. Vắng lặng ở nhiều con đường chứ không riêng gì khu vực chợ lớn ha. Ngày năm trước thì chợ lớn cúng kiến rất là nhiều luôn. Rồi nhưng mà năm nay cũng có cúng nhưng mà không có nhiều bằng. Nhưng mà cúng nhiều quá thì thành ra những cái thành phần quá kích á, họ làm gây mất trật tự. Ở đây là khu vực bệnh viện nhân dân 115. Ngày nay bệnh viện này cũng sơn sửa lại rất là nhiều nè. Và khu này là khu Nguyễn Trung Trực, khu dân cư cư xá Nguyễn Trung Trực. Bữa mình có đi một cái cư xá ở bên kia đường, bên kia đường Tô Hiến Thành. Hôm nay mình đi khu vực ở bên Sư Vạn Hạnh này ha. Nó cũng là khu Nguyễn Trung Trực luôn đó, cư xá Nguyễn Trung Trực luôn đó. Khu khách sạn là khu bên tay trái mình nè. Có những cái con hẻm thông ra đường Lê Hồng Phong nối dài. Ngày xưa thì Lê Hồng Phong không có nối dài á, bây giờ có Lê Hồng Phong nối dài. Khúc này có rất là nhiều cái phòng karaoke. Chúng ta sẽ đi vô cái con hẻm nha, hẻm bên tay trái. Sài Gòn mưa rất là đông xe, đường rất là trơn. Nếu mà trời mưa này mà chạy nhanh mà thắng gấp là đo đường đó. Gọi xe cấp cứu. Khu tại của bên này là có bệnh viện 115 nên thành ra xe cấp cứu chạy ngang liên tục. Đối với con đường Sư Vạn Hạnh này thì có cái siêu thị mới mở, đó là Vạn Hạnh Mall, siêu thị rất là lớn ở quận 10 này. Không thua gì các siêu thị ở trung tâm Sài Gòn đâu ha. Ở đây có rất là nhiều khách sạn nè, khách sạn cho thuê 1 giờ, 2 giờ qua đêm cho các đôi bạn trẻ vô đây tâm sự và trao cho nhau những cái nụ hôn. Là khu vực này nha, hẻm con đường này là con đường Trần Thiện Chánh, Trần Thiện Chánh ở quận 10. Ở đây có cái quán cơm gà, hôm bữa em có review cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Rất là nhiều khách sạn ở dọc hai bên đường, 1:07:50, 1:07:00, còn phòng, 2:07:00, rồi qua đêm 160, rất là rẻ. Ngoài ra có những con hẻm bên tay trái cũng có những khách sạn đó nữa. Nói chung cái khu đường Trần Thiện Chánh này có rất là nhiều khách sạn. Mình sẽ đi thẳng lên kia rồi đi qua cái hẻm quân đội, đi ra đường Lê Văn Việt. Chúng ta sẽ kết thúc cái video này ngày hôm nay, gửi các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về cái tháng khu hồn, cô hồn ở Sài Gòn, khu vực quận 10 nói riêng cũng như Sài Gòn nói chung là rất là yên ắng và không có nhiều cái tụ điểm cúng kiến, không có nhiều thôi chứ cũng có. Mấy năm trước là sôi động cái vụ cho từ thiện á, rồi rất là nhiều người
rất là nhiều người họ giống như là họ sống bằng nghề này luôn á, họ đi lấy phiếu, lấy quà, lấy gạo xong cái về họ bán lấy tiền. Bên tay phải chúng ta có cái đường cái hẻm nhỏ để đi ra cái đường Lê Văn Duyệt. Ở đây cũng có rất là nhiều khách sạn xông hơi xông bóp rồi nè. Nói chung là khách sạn mà ngắn hạn ở khu vực quận 10 này rất là nhiều luôn. 1 giờ 50 ngàn thôi, là 2 đô, 2 giờ 3 đô. Ở cái con hẻm 14 này sẽ đi thẳng ra đường Lê Văn Duyệt. Ngày xưa và ngày nay là cách mạng tháng 8 đó. Thì bên tay trái chúng ta đó là cái ngày xưa là của quân đội. Mình nhìn thấy những cái trường thành đó. Ngày nay là câu lạc bộ thể dục thể thao, rồi trường học, bệnh viện, giống như họ phân khu ra đó. Rất là nhiều cái cơ sở nhỏ nhỏ ở trong cái khu viên lớn đó. Ở đây có những cái quán nhậu Ngọc Thiên, quán ốc T2 rất là lớn, cái quán ốc T2 bên tay phải này. Trà sữa, rồi cháo lỗi, cháo ếch Singapore 35 ngàn, lẩu bò Úc Nga, rất là nhiều hàng quán ăn uống, rồi khách sạn ở cái khu vực quận 10 này Sư Vạn Hạnh. Khu này là nguyên khu này, những con đường nhỏ nhỏ ngắn ngắn đó, nằm chung một cái cụm đó. Nói chung là cuối đường Cao Thắng nó dài, khu Hồ Kỳ Hòa. Ở cuối khu vực này có một cái chợ, ngay khu vực này có một cái chợ nhỏ nhỏ nè, chợ tự phát thôi, bán trái cây đồ các kiểu. Nói chung là bán những cái sạp nhỏ nhỏ phục vụ cho dân cư ở đây. Và khu này có một cái quán ăn rất là lớn, đó là làng nướng Nam Bộ. Nếu ta quẹo phải sẽ ra cái làng nướng Nam Bộ, quẹo trái thì ra cái hẻm bán đồ ăn vặt, chân gà nướng, thông ra đường Sư Vạn Hạnh. Thông ra đường Lê Văn Duyệt. Và ở đây có một cái khu dân cư rất là mới, khu dân cư Triệu Đô đó. Khu dân cư đó nằm bên tay phải chúng ta đây. Khu dân cư này nè. Và họ đang hoàn thiện đó. Không thua gì khu Ba Son đâu ha. Cũng nằm hàng chục tỷ. Mình đi bên cánh phải nha, cánh phải có một cái nhà hàng làng nướng Nam Bộ rất là lớn. Ở đây có một cái công viên nhỏ nhỏ bên tay phải. Bên tay trái là trường tiểu học Hoàng Diệu.
chúng ta đó là đường Lê Văn Việt cách mạng 28 ngày nay. Nãy giờ cái video cũng hơi dài rồi, chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo ở những cái cung đường khác. Phía trước chúng ta có cái nhà 156 Lê Văn Việt, rất là xưa. Và số hình ảnh ở trục đường Tô Hiến Thành, trong những cái con hẻm nhỏ rồi thông ra những cái con hẻm ở đường Sư Vạn Hạnh, đi đến những cái khách sạn theo giờ, rồi đi ra đường Lê Văn Việt, thông qua con hẻm có nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ. Và đến đây video cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV.